Bạn biết không, chúng ta sinh ra không thể lựa chọn được những điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không thể lựa chọn việc yêu thương, gắn bó bên ai, và rồi bị tổn thương sâu sắc bởi một người. Bởi vì tình yêu không phải là sự lựa chọn những gì tốt nhất, mà là lựa chọn những gì phù hợp nhất. Ngày hôm nay của chúng ta chính là quá khứ của ngày mai. Quyết định ngày hôm nay chính là lựa chọn mà đến ngày mai có muốn thay đổi cũng không thể nào được nữa. Cô ấy đã công khai mối quan hệ trên Facebook. Cô ấy đã tìm được và nắm lấy tay người con trai mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Cũng như hàng ngày, tôi thường vùi đầu vào công việc và trước khi ngủ lại mò lên mạng xã hội để thấy được những người thân thương còn tồn tại và đang như thế nào. Hôm nay tôi lại lướt thật nhanh vào trang cá nhân của em. Em đã để ảnh đại diện cùng một người con trai khác, không phải là tôi như khi xưa. Bất chợt trong lòng có cảm giác thật khó tả. Rõ ràng chúng ta đã chia tay được gần một năm nay rồi. Tôi cũng đã biết em đã quen và yêu thương một người khác. Thế nhưng giờ tôi vẫn có một chút cảm giác đau khi thấy hình ảnh em cùng người ấy. Đọc qua dòng status của em, có lẽ như hai người vừa mới có một kỳ nghỉ ở một nơi xa. Rằng em đã chiêm nghiệm được nhiều điều khi đi chung với người em yêu thương. Em đã mạnh mẽ hơn và phải tin tưởng vào người em yêu. Và kết thúc câu chuyện là yêu thương phải đúng cách. Tôi lại ngồi nghĩ vu vơ, nghĩ về những chuyện trước đây giữa tôi và em. Một buổi tối mưa gió, một cô gái nhỏ cầm chiếc ô đứng đợi tôi dưới gốc cây để đưa phần cơm và thuốc cho tôi. Một ngày sau ngày sinh nhật đáng nhớ, em đã cầm bánh sinh nhật cho tôi, thế nhưng em bị té và nát luôn cái bánh kem yêu thương ấy. Một buổi tối sau những tháng ngày chúng ta mệt mỏi với chuyện yêu đương, nhóm bạn chung rủ tôi ra con phố quen thuộc. Tôi khó chịu và chỉ muốn đi về, nhưng lũ bạn không cho. Và cuối cùng là một cô gái nhỏ cầm chữ "Em yêu anh" đi về phía tôi. Một ngày khi tình yêu thương và niềm tin vỡ vụn, chúng ta chỉ biết chia tay đi, chấm dứt một tình yêu gần như đi đến hôn nhân rồi. Anh sẽ chẳng yêu một ai nữa, tình yêu thật ngột ngạt và làm tổn thương người mình yêu, vậy là đúng. Anh sẽ đi tu. Em cũng sẽ không yêu ai nữa, em cũng sẽ sống như một bà cô già khó tính như vậy. Và rồi mỗi đứa một ngã rẽ, chẳng còn tin tức gì nhau dù thành phố rất nhỏ bé. Khi yêu thương và còn duyên phận, dù bất cứ đâu chúng ta đều có thể gặp nhau, nhưng hết duyên thì có gần nhau mấy cũng chẳng thấy nhau. Những tháng ngày qua, dù có lúc tôi đau nhói vì câu nói của em sẽ chẳng yêu ai khác nữa đâu, và rồi giờ em và tôi đã thành người yêu cũ của nhau. Nhưng chúng ta như vậy thật ích kỷ, phải không em? Và giờ đây thấy em đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc riêng cho mình, tôi cũng thấy bình yên và thật sự chúc phúc cho em. Vì tôi hiểu yêu thương không chỉ ở tình yêu, mà còn bao trọng cả tình yêu thương với mọi vật, mọi người và cuộc sống xung quanh. Tình yêu ấy sẽ luôn còn mãi trong mỗi con người. Cũng từ ngày xa em, tôi tham gia vào công tác tình nguyện, làm việc và cho đi thật nhiều tình cảm yêu thương mà tôi có một cách thật lòng. Cũng như tình yêu tôi dành cho em vậy. Ngoài công việc thường ngày để mưu sinh, tôi tham gia thật nhiều công tác tình nguyện. Dường như tôi đã làm không còn biết đến thời gian cho bản thân, không cho phép bản thân cục ngã dù bệnh tật hay khó khăn gì. Tôi học được có những thứ mất đi rồi thì mới hiểu được giá trị của nó như thế nào. Chỉ một khi tôi còn cố gắng, tôi vẫn luôn tin rằng có ngày ước mơ sẽ thành hiện thực. Lấy tình yêu thương lớn lao để xua tan đi nỗi đau mất mát kia. Lấy tấm lòng chân thành để giảm đi sự hận thù quanh mình. Lấy trái tim nhiệt huyết để đánh tan đi những cảm xúc tiêu cực. Lấy chữ tâm để thay cho sự vô tâm xung quanh mình. Thế đó, khi bạn biết cho qua và vượt lên nỗi đau của chính bản thân, bạn sẽ tìm thấy được con đường để yêu thương thật sự. Không phải chỉ có tình yêu, mà còn có cả tình yêu thương mọi sự vật xung quanh bạn nữa mới là ý nghĩa của cuộc sống. Sống là phải biết cho đi, vì cho đi là còn mãi đấy thôi. Bạn thân mến, cái cảm giác thích một ai đó nhưng cứ mãi như thế, chẳng dám đầy mà cũng chẳng thể phơi đi. Mình cứ lơ lửng ở giữa những mênh mông của tình bạn, tình anh em và một thứ tình cảm nào đó hơn thế nữa. Có thể là tình yêu mà cũng có thể là không. Ta không thể lại gần hơn, chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía nhau, nâng niu những xúc cảm bởi vì sợ rằng nó sẽ giống như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay khi thậm chí người ta còn chưa kịp chạm tới. Đêm qua em lại mơ về anh. Đã bao lần anh xuất hiện trong giấc mơ rồi, em cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
Chỉ biết rằng cứ mỗi khi cảm thấy lòng mỏi mệt thì người mà em nghĩ tới nhiều nhất là anh. Mỗi lần như thế, em chỉ mong sao được nép đầu vào bờ vai rộng dài rắn chắc ấy, dù cho mình còn chưa một lần ngồi sát bên nhau. Tạo hóa đôi khi cứ thích cố tình tạo ra những trò đùa để trêu ngươi, khiến cho người ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bước tới không được mà lùi lại thì chẳng đành. Cũng giống như em và anh là hai nhân vật chính trong trò chơi mang tên số phận, đã được sắp xếp để gặp gỡ nhau, quen nhau, rồi đem lòng yêu nhau. Nhưng chẳng ai trong hai đứa có đủ dũng cảm phá vỡ cái ranh giới mong manh ấy mà tiến lại gần. Cái ranh giới ấy là gì, chính em cũng mơ mơ hồ hồ mà không thể nào định hình nổi. Đó là một cái gì đó rất lạ, ngăn cách ở khoảng giữa, khiến cho hai chúng mình không thể tiến lại gần hơn. Chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ biến tan nếu như mình lỡ đưa chân vượt qua ranh giới ấy. Em yêu anh, và qua ánh mắt của anh, em biết rằng anh cũng vậy. Nhưng hai đứa chúng mình mãi mãi chỉ giống như hai mặt của một tờ giấy. Tuy gần nhau thật, nhưng bởi là một mặt trái, một mặt phải, một mặt trước, một mặt sau. Số phận đã định sẵn hai ta có quá nhiều thứ khác nhau, nên dù có ở ngay sát bên, cũng không bao giờ thuộc về nhau được. Cái cảm giác thích một ai đó nhưng cứ mãi như thế, chẳng dám đầy mà cũng chẳng thể vơi đi. Mình cứ lơ lửng ở giữa những mênh mông của tình bạn, tình anh em và một thứ tình cảm nào đó hơn thế nữa. Có thể là tình yêu mà cũng có thể không. Ta không thể lại gần hơn, chỉ biết đứng từ xa nhìn về phía nhau, nâng niu những xúc cảm, bởi vì sợ rằng nó sẽ giống như bong bóng xà phòng, vỡ tan ngay khi thậm chí người ta còn chưa kịp chạm tới. Sẽ thế nào nếu một ngày tỉnh dậy, em phát hiện ra rằng anh không còn ở bên cạnh và dõi theo những bước chân của mình nữa? Bởi trong thâm tâm em biết rằng anh còn phải nắm tay và dắt dìu một người con gái khác bước đi. Đôi khi em cứ tự hỏi bản thân mình rằng liệu trên đời này còn điều gì đáng buồn hơn việc biết rõ ràng mình đang yêu nhau mà phải giấu nhẹm những suy nghĩ trong lòng đi, không dám thể hiện. Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ tồn tại một giấc mơ mang nỗi đau nào ngọt ngào hơn như thế, phải không anh? Hãy cứ ngủ yên trong những giấc mơ của em, đừng bao giờ bước chân ra khỏi nó nhé. Con tim tội nghiệp của em bảo rằng yêu anh, nhưng lý trí lại không cho em bất kỳ sức mạnh nào để phá vỡ những rào cản phía trước mà tiến lại gần. Anh sẽ luôn là phần ký ức mà em mãi ấp ôm trong trái tim và muốn mang theo nhất. Vậy nên ta hãy cứ yêu thương theo cách của riêng mình. Đôi lần chúng ta cảm thấy mình chán nản và tuyệt vọng trong những nỗi buồn, họ thường chọn chạy trốn hoặc vô cảm. Nhưng rồi càng chạy trốn càng ám ảnh mà thôi. Thay vì gồng mình trốn chạy thì hãy nhìn những nỗi buồn trong mình, đối diện với những gì mình đã chịu đựng. Thùy thấy mình nặng trĩu trong âm thanh cùng những bộn bề chống này. Thành phố huyên náo nhộn nhịp trên những ngã đường bất tận dòng sáng xe cộ ngược xuôi. Nàng thêm chán ghét cả những ánh đèn neon trang hoàng rực sáng lấp lánh sắc màu ở những quán hàng hai bên đường hay trên cả những cao ốc rải rác phía xa xa. Nàng phóng xe nhanh như để thoát khỏi dòng sáng ồn ào đó. Ánh mắt nàng bơ phờ mệt mỏi nhìn vào khoảng không nhộn nhịp phố phường ồn ào. Chỉ một phút ngắn ngủi thôi, nàng muốn hét lên để phơi đi những điều nàng chịu đựng, niềm đau và nỗi buồn vây kín nàng mỗi ngày. Chỉ biết vào một ngày gió bất thổi qua ánh đèn thành phố từng hơi lạnh căm, Thùy ngập ngừng trong lòng cố kìm nén mình không khóc. Giữa họ lúc ấy như chẳng còn gì để nói với nhau, mà chỉ còn khoảng không lạnh giá. Sau những lần anh xa cách cô trong lạnh lùng, nỗi cô đơn mang tên tình yêu kia đã quá lâu được chấm dứt. Thùy biết anh đã có người con gái khác, nàng âm thầm chịu đựng tiếp tục giữ gìn và hy vọng anh sẽ thay đổi. Nàng im lặng như không biết, nhưng giờ lời chia tay của anh đã nên công. Anh xin lỗi, chúng mình không hợp nhau. Thủy yêu người con trai ấy, nhưng giờ anh chẳng cần tình yêu của nàng nữa. Người con trai ấy lạnh lùng hững hờ rời đi, để mình nàng ngồi lại nghẹn ngào, kìm nén nỗi đau trong phố đêm lạnh giá. Ngày cứ thế trôi đi, Thủy cũng dần qua những ngày buồn, đã thôi ngập ngừng hàng giờ trước điện thoại để đợi tin nhắn từ anh. Thủy chỉ biết lao đầu vào công việc, những lần rảnh rỗi nàng lại xem những bộ phim tình cảm, đọc những bộ ngôn tình dày cộp, đọc như để trốn chạy những nỗi buồn về anh. Cho đến hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại thấy nặng trĩu, nỗi đau như ùa về khi tin nhắn từ anh bất chợt gửi cho nàng kể từ khi bỏ lại nàng trong cô đơn. Mình quay lại như trước được không? Gặp anh được không?
Sau khi thả mình trong làn nước nóng, Thủy buông mình mệt mỏi xuống giường, cảm thấy giờ là một đống rối bời cùng cơn đau nào đó âm ỉ ở trong lòng. Thành phố sao nàng thấy mình ngột ngạt tù túng quá, nàng cầm cuốn ngôn tình đang đọc dở mà tâm trí quay cuồng khiến nàng không thể tập trung. Tiếng huyền náo phố phường gõ đều đặn vào ô cửa như điệp khúc ngày dài dai dẳng vào tai nàng. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, Thủy thở vào không khí một làn hơi thật mạnh, lấy trong cặp chiếc laptop rồi lên mạng kiếm tìm. Rồi một ngày sau khi đơn xin nghỉ phép được chấp nhận, Thủy sắp xếp vật dụng cá nhân vào túi sách, nàng bỏ lại đôi cao gót ở góc nhà, lòng thấy thoải mái khi thoát khỏi những trang phục cứng ngắc mà nàng mang hàng ngày. Đôi giày thể thao cùng bộ quần áo du lịch thoải mái, nhịp tim nàng khẽ rung nhịp hồi hộp trên chiếc xe chuyển bánh. Nàng bỏ lại thành phố những nỗi buồn quanh quẩn và nhìn cảnh vật trôi đi bên ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc nữa thôi, Sapa, nơi những bước chân khao khát yên bình tìm đến sẽ chào đón nàng. Thủy sẽ nhớ mãi cảm giác khi quên đi những mỏi mệt sau hơn nửa ngày trên chuyến xe dài dẳng. Đôi chân lạ lẫm đi trên con đường lạ, đôi mắt ngơ ngác tò mò nhìn khoảng mây mờ ảo trên con hè đường gạch đỏ. Chiếc áo lông dậy đeo chiếc ba lô đi trong bầu không khí buốt lạnh. Nàng thích thú đưa tay nghịch những làn mây bay chậm chạp, khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi biến mất, chỉ còn giây phút hồi hộp hứng khởi nhìn cuộc sống trôi qua trên miền lạ. Những chiếc gùi gánh thuốc và hàng thổ cẩm đi trong làn sương vào khu chợ đang tấp nập không khí vào cuối chiều. Những dãy núi cuộn trong màn sương đang mỗi lúc dày đặc bay qua ánh sáng bếp than hồng đượm tình cờ bên đường. Thủy đến khách sạn đã đặt sẵn, buông mình xuống nệm thở nhẹ nhàng. Không có những âm thanh ồn ả, dội ào xung quanh hay những ánh đèn trang trí sắc màu rực rỡ. Nàng quay sang nhìn qua ô cửa khách sạn, thấy bóng núi duyên dáng trong đêm xa xa cùng ánh đèn phố huyện hất lên màn sương từ phía dưới. Sau cả chặng đường dài dẳng mỏi mệt, nàng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ trong bình yên. Sapa và những làn mây cao gần với cuộc sống con người nhất, bình minh vẫn lười biếng trong làn sương khói phía bên kia những dãy núi. Trên những ngã đèn phố huyện tảng sáng, tiếng sáo tiếng khèn đâu đó vọng lại xa vắng. Thủy thấy lòng bình yên thư thái. Nàng chẳng thiết gần những thiết bị điện tử mà suốt ngày dạo chơi trên khoảng sương sớm trên con đường gạch đỏ, tay đeo chiếc vòng lưu niệm thổ cẩm sắc màu, ăn những món ăn đặc sản bên bếp than hồng. Những buổi hoàng hôn nằm yên bình đọc cuốn tiểu thuyết mang theo, thoáng thấy phảng phất nỗi buồn ngày cũ. Thủy đến bên cửa sổ nhìn những dãy núi xa xa, có thể bên kia làng mây mờ ảo, nơi cao nhất phía bên phía tây sườn núi, nơi mặt trời đang nghỉ yên, sẽ có những trải nghiệm nàng chưa từng biết. Thủy đi trên con đường mòn trên núi, ngắm nhìn mọi cảnh vật rõ ràng hơn. Nàng cảm nhận mùi cỏ cháy từ những đống lửa trên nương sau mùa thu hoạch. Thủy vẫn đi trên con đường dốc, lòng lắng lại buồn đau ngày cũ, cảm nhận bao điều quanh mình. Nàng đã thấy nơi cao nhất trên những dẻo cao rồi quyết định leo đến đó, bước chân đi không mỏi. Nàng không còn cảm thấy lạnh như lúc đầu nữa, sương giăng trên mặt đất rồi ôm những ngọn núi, màu cỏ xanh vàng đượm hai bên đường. Thủy thở phào khi lên đến nơi. Nàng đặt chiếc ba lô nhỏ đi đường. Nàng ngồi xuống vùng cỏ khô, cầm phích nước nóng nhìn xung quanh. Nàng không hề biết mình khi đặt chân tới đây. Thủy ngẩn người trong tầm nhìn từ trên cao. Màn sương tan biến dần trong ngày, chỉ còn thoáng mỏng manh bay vào không trung để nhìn thấy rõ rệt những mái nhà nhỏ san sát nhau bên những thửa ruộng bậc thang chờ ngày thu hoạch. Nàng ngửi thấy mùi khói thơm ngọt từ những đống lửa đốt đương chậm rãi. Bà gia súc vô tư đi về những ngôi nhà, thở vào những cơn gió cuốn trên núi âm thanh nghe ấm áp. Cảnh vật lặng lẽ chuyển động chậm rãi khi nàng chỉ im lặng nhìn ngắm mọi vật đang trôi đi dưới tầm nhìn của mình. Một cơn gió lạnh run rẩy từng cây cỏ ngã vào nàng. Thấy hơi lạnh lạnh bên mình, nàng choàng khăn len ngẩn ngơ nghĩ về nàng hiện tại. Đôi lần chúng ta cảm thấy mình chán nản và tuyệt vọng trong những nỗi buồn, họ thường chọn chạy trốn hoặc vô cảm. Nhưng rồi càng chạy trốn càng ấm ảnh mà thôi. Thay vì gồng mình trốn chạy thì hãy nhìn những nỗi buồn trong mình, đối diện với những gì mình đã chịu đựng. Con đường mòn thoải trở về phố huyện, nàng nhảy lướt nhanh tay nghe tiếng sáo tình cờ từ phía sau đâu đó vọng lại. Nàng vu vơ hát, nàng nhớ những kỷ niệm đẹp của nàng từ nhỏ, như những điều hạnh phúc từ sinh nhật mình trong vòng tay bố và mẹ.
thấy ấm lòng khi những ngày lớn khôn mà mẹ vẫn là người duy nhất ôm nàng vào lòng, nói nàng luôn mạnh mẽ. Những tháng ngày buồn khi cố phải quên anh, nhận ra mọi người xung quanh quan tâm nàng. Những điều mà bây giờ nàng mới nhận ra từ khoảng thời gian dài chỉ mãi buồn về anh mà nàng quên mất. Nàng nhớ họ, rất nhớ. Thủy vốn không hề biết điều gì sẽ đến với nàng trên chuyến đi ngày hôm đó. Chỉ biết rằng ngày nàng trở về thành phố, chiếc di động lỡ cuộc gọi từ anh cùng những tin nhắn dài dẳng kể những lời không hay về cô gái đó và những lời so sánh nàng và cô. Anh muốn làm cho Thủy nghĩ rằng nàng mới là người thực sự tốt nhất anh chọn. Thủy nhấn nút xóa đi tất cả nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của anh. Nàng biết mình cần làm một việc. Nơi quán cà phê ngay ngày trở về, nàng cảm thấy mình khá hơn. Thủy đi trong những con đường thành phố thân quen tới chỗ hẹn. Nơi đây họ đã nhiều lần hẹn hò nhau. Nàng bình thản ngồi đối diện anh. Chàng trai nhìn nàng bằng cặp mắt như sắp khóc. Anh đã xin lỗi rất nhiều. Thủy nắm tay anh rồi đứng dậy. Em tha thứ cho anh, giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Anh hãy đi đi và đừng dây dứt nữa. Chúc anh hạnh phúc. Thủy định rời đi, người con trai ấy lại nắm tay nàng. Anh nấc nghẹn rồi nói. Đừng, giờ anh chỉ yêu mình em. Anh xin lỗi đã làm em đau sau từng ấy thời gian. Thủy buông tay rồi nàng nói nghẹn ngào. Cảm ơn anh vì đã nói lời quay lại. Em nghĩ mình sẽ cứ thế mà tội nghiệp hơn khi sống buồn tẻ trong những ngày phải quên anh. Trốn mình trong ngôn tình và phim xến để chạy trốn những nỗi buồn. Em sẽ mãi như vậy nếu anh không quay lại để làm em nhận ra mình không cần phải buồn khi quan tâm đến anh nữa. Và em còn nhận ra anh không hề yêu em. Anh chỉ yêu mỗi bản thân mình. Người con trai câm lặng buông tay để nàng đi. Thủy đi nhanh xuống đường. Nàng đeo chiếc kính tối màu, lau đi những giọt nước mắt rồi hòa mình vào dòng người trên phố. Có lẽ những ngày tuổi trẻ đi qua, ta sẽ nhận ra điều là mình hạnh phúc. Không nhất thiết phải là yêu khi ta cứ cố níu giữ, thậm chí là mang bóng hình người ấy trong tim thành ám ảnh. Hãy dũng cảm đối diện với nỗi buồn trong lòng và đừng chạy trốn nó. Rồi bạn sẽ nhận ra, hóa ra tất cả những nỗi đau từ tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng bước qua, chỉ là ta trốn chạy. Hãy bình yên, thở nhẹ nhàng nhìn những điều đã qua. Hãy nhớ những điều hạnh phúc làm ta cười trong quá khứ, vì đó mới là thứ đáng trân trọng. Khi buồn phiền, hãy nhớ những lúc ta cười hồn nhiên nhất. Tình yêu sẽ còn ở quanh chúng ta. Bạn thân mến, chậu xương rồng nhỏ nơi góc bàn học vẫn chưa héo tàn. Kiên cường thật đấy. Cũng hơn 2 tuần trời không hứng lấy một tia nắng, giọt nước sinh lực nào cả. Ấy vậy mà nó vẫn sống. Tuy có chút khô khốc nhưng vẫn duy trì vững cái sắc xanh. Tất cả những điều nhỏ nhặt này vẫn luôn hiện hữu xung quanh, vẫn luôn bình yên, ấm áp đến kỳ lạ. Sau đây mời bạn lắng nghe Radio Tâm Sự. Hôm nay mình cất nỗi buồn vào trong, của tác giả Đỗ Quỳnh Di. Ngoài hiên, những vệt nắng vàng hoe le lói qua từng kẽ lá. Ấm áp, nhẹ nhàng, lay động từng khóm hoa phong lan, đang e ấp. Lũ chim ca cứ tíu tíu líu lo, những khúc nhạc chào ngày mới rộn ràng, khuấy động. Hôm nay tôi thức dậy thật sớm, kéo tung chiếc rèm cửa bóng loáng, nghiêng mình đón nhận ánh bình minh. Những tia nắng tình nghịch cứ rọi từng chút tỉ mỉ vào gương mặt gầy gò, xanh xao, vì mấy hôm liền ngủ không đủ giấc. Tôi hít mạnh một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, sảng khoái. Cái cảm giác này đã bao lâu rồi chưa được trải nghiệm nhỉ? Là sau những chuỗi ngày thất tình khóc sưng húp cả mắt, những đêm lạnh lẽo tưởng chừng như dài miên man vô hạn, với đôi mắt cứ thao thức mãi chẳng chịu khép mi, hay là những ngày quần áo xộc xệch bết bát vùi mình trong men rượu cây xé lòng. Cũng chẳng biết chính xác là bao lâu nữa. Chỉ biết khoảng thời gian qua thật dài, dài thênh thang, mơ hồ đến vô định. Đây là hôm đầu tiên tôi dậy thật sớm, chẳng làm gì ngoài việc đun một tách cà phê sữa ấm nóng, lặng im nhìn ngắm mây trời. Ô hay, hoa ra cành cây nhỏ ngày nào mới cắm rễ giờ đã cao gần bằng đầu người.
khẽ khàng lung lay phải gọi theo từng nhịp điệu của gió. Chợt xương rộng nhỏ nơi góc bàn học vẫn chưa héo tàn. Kiên cường thật, cũng hơn 2 tuần trời không hứng lấy một tia nắng, giọt nước sinh lực nào rồi. Ấy vậy mà nó vẫn sống, tuy có chút khô khốc nhưng vẫn duy trì vững cái sắc xanh. Tất cả những điều nhỏ nhặt này vẫn luôn hiện hữu xung quanh, vẫn luôn bình yên, ấm áp đến kỳ lạ. Cớ sao trước giờ mình lại chưa một lần nào ngắm nhìn nó thật lâu nhỉ? Sao mình cứ mãi ngủ quên trong nỗi đau mà quên mất màu hồng của hạnh phúc? Hôm nay tôi tự cho phép mình yêu lấy bản thân sau những ngày tháng rã rời, vật vả. Những ngày mà ngoài tự tàn nhẫn giày vò bằng những niềm đau mục nát, vụn vỡ thì chẳng biết làm gì khác. Giảm nhẹ một lớp phấn, thoa tí son đỏ, tự ngắm mình trong gương cảm giác thật mãn nguyện. Đây mới chính là mày. Con ngốc à? Sau này đừng mãi tổn thương mình bởi những điều không đáng nữa. Thế là hôm nay tôi đã dọn dẹp hết thảy những khối xếp nặng nề, vô hình chồng chất đóng lên nhau. Lập tự dưng cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên đến lạ. Cho phép mình mất hàng giờ đồng hồ để lượn quanh những xốp quần áo xinh xắn, thưởng thức những chiếc bánh kem ngon lành mà trước giờ không dám ăn vì sợ béo. Chậm rãi đeo một chiếc headphone mở bản nhạc mình yêu thích, thả hồn theo từng giai điệu du dương trầm bổng. Hôm nay tôi chấp nhận tống khứ nỗi đau của mình vào trong tủ kính khóa lại, tự giác cất nỗi buồn vào trong, mỉm cười an nhiên, ngẩng cao đầu mà đón nhận hạnh phúc. Bạn thân mến, có những nỗi buồn chẳng thể nào nói cùng ai. Vậy sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa? Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngày kia có khó khăn biết bao nhiêu, nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. Sau đây mà bạn lắng nghe tâm sự cất nỗi buồn vào những vì sao của tác giả Eotan. Lại là màn đêm quen thuộc rủ xuống bao trùm lên không gian hối hả ngoài kia. Hôm nào cũng thế, không ngày nào nó quên ghé thăm ta. Nó làm cho cuộc sống ban ngày ngoài kia chậm lại và bớt âu lo hơn. Những ánh đèn đường được thắp sáng dần lên, tôi điểm thêm vào cái khung cảnh tối đen ấy vài điểm chấm màu mè. Đó cũng là lúc mà con người ta lột bỏ những âu lo, hối hả, những gánh nặng của một ngày dài xuống để có thể nghỉ ngơi, dù chỉ là trong giây lát. Con người nói màn đêm khiến con người ta buồn vì nó chỉ toàn là màu đen, màu của sự chết chóc và đau thương, của sự không may mắn và mù mịt không lối thoát. Bạn có nghĩ như vậy không? Nhưng đối với tôi, màu đen của màn đêm thật sự tuyệt vời. Nó đưa con người ta lại gần nhau hơn, mang những kỷ niệm của quá khứ trở về với ta. Tuy rằng cũng có lúc nó gợi nhớ lại những tổn thương của quá khứ, nhưng không phải bạn cũng nên đối mặt với thứ gọi là tổn thương ấy sao? Tôi luôn coi cái bầu trời đêm mà không được mấy người ưa chuộng ấy là nơi tôi có thể trút bỏ được những tâm tư, suy nghĩ mà chẳng thể thổ lộ cùng ai mỗi khi chán nản và thất vọng. Cả bầu trời đen kịt ấy lắng nghe tôi và luôn ở đó, không cần biết là liệu tôi có cần nó hay không. Thực ra mỗi khi tôi ngước mắt hướng về phía bầu trời mà có màu đen đó, nó thật sự lạ lắm. Lạ đến nỗi mà cảm giác như được sống với chính mình, chẳng cần quan tâm tới ai, vì bầu trời trên đó là của riêng mình. Chẳng có sự tranh chấp nào cả, cũng chẳng chút vội vã và tấp nập. Có những ngày mặt trăng và các vị tinh tú cũng đến chung vui góp chuyện với tôi. Mỗi khi ngước lên bầu trời, tôi lại cảm thấy thoải mái tột cùng. Lấy tai nghe ra, mở bản nhạc mà bạn đang thích, hoặc một bản nhạc mà bạn đã từng thích, bản nhạc mà có thể đã gắn liền với kỷ niệm nào đó của bạn. Hãy suy nghĩ và thử mơ mộng một chút về cuộc sống này. Có lẽ bạn sẽ cho nó là một điều thật mơ mộng và phi lý. Nhưng không đâu, bạn hãy thử đi nhé. Rồi bạn cho tôi biết liệu điều bạn cảm nhận được có giống tôi không. Ngồi bên cửa sổ ngước lên tấm thảm đen đang bao trùm lên một nửa quả địa cầu và cảm nhận mùi hương của không khí đang lan tỏa ra. Lắng nghe những âm thanh quanh mình, rồi bạn sẽ thấy bình yên đang ghé thăm bên cạnh bạn. Đừng cho rằng bạn cô đơn hay buồn vì chưa tìm được ai đó thật sự thấu hiểu bạn.
Thật ra may mắn lắm, bạn mới tìm được một người mà thực sự hiểu những gì bạn nghĩ. Còn theo số đông thì chỉ có chính bản thân mình mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy đến với bản thân. Vậy nên bạn hãy thử làm bạn với bầu trời kia, xem sao nhé. Nơi đó cũng là nơi giữ kín những bí mật đó cho bạn. Nó hàng ngày vẫn tới thăm và ở bên bạn, cho tới khi bạn cảm thấy mệt, và rồi chìm dần đi vào những giấc ngủ. Chẳng ai có thể làm phiền bạn tâm sự với màn đêm. Không phải các bạn luôn gọi tự nhiên là mẹ hay sao? Vậy có lẽ gì mà bạn không thể tâm sự với mẹ tự nhiên những gì bạn đang lo lắm, buồn tuổi? Mẹ vĩ đại lắm, luôn lắng nghe dõi theo chúng ta, luôn mang lại chỗ dựa cho ta mỗi khi ta cần tới người. Có những nỗi buồn chẳng thể nào nói cùng ai, vậy sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa, mang nó tới bên mẹ. Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngày kia có khó khăn biết bao nhiêu, nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. Một cô gái 25 tuổi sống ở một thành phố xa lạ, sau giờ tan làm chỉ mong muốn có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống một cách chậm nhất có thể. Về tới nhà, cởi bỏ những thứ đang mang trên mình một cách thật thoải mái, nằm ra sàn nhà và ngước lên trời. Có những lần tôi nằm đó hàng giờ đồng hồ chỉ để tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện quanh mình. Nghe có vẻ buồn và cô đơn quá phải không bạn? Nhưng không đâu, đó là cách làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất sau những lúc mệt mỏi. Mong là các bạn cũng có thể thổ lộ tâm sự của mọi người vào bầu trời đêm ấy. Hãy thử dù chỉ một lần, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu đó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.